Cái gì đấy? Ủa, ai biết gì đâu. Cảm ơn anh đã cứu giúp của mạng nhá. Có gì đâu em. Em còn vợ già và mẹ trẻ. Ngày hôm nay em mà có mệnh hệ gì, không biết vợ con em ai chăm nữa. Chú lạc quan lên. Vợ chú như vợ anh thôi. Chú có mệnh hệ gì, mỗi tháng sẽ chu cấp cho vợ chú. Chú yên tâm đi. Sao anh tốt với em đây? Con người anh thường là cứ gặp ai khó khăn anh hay cứu mang giúp đỡ. Thế thì ngày hôm nay chúng ta kết nghĩa anh em ở đây anh nhá. Ok. Chúng đã có lòng thì anh cũng có dạ. Tôi từ nay mỗi sân đi. Tôi Thảo Chóe, hôm nay nước cánh đồng lúa này và cây cột điện bên cạnh, chúng tôi nguyện làm anh em mãi mãi bên nhau. Và phúc cùng hưởng. Có vợ cùng chia anh nhá. Ok em. Đi anh ơi. Nào ngờ khi đứng trước lợi và danh, bạn chọn cách buông tay với tôi. Chẳng cần nhớ lúc trước có những gì, tôi buồn khi mất một người anh em. Hãy sống tình nghĩa cho đường sống hài lòng, coi nhau là anh em hãy thôi đừng tính toán, biết chia sẻ cho nhau. Thấy gì đấy? Xin lỗi được chưa? Có biết gì đâu. Anh ơi, cho hai cốc trà đá 30 triệu nhá. Này, sao cốc trà đá? Mấy số đo tính toán với em thế? Sao cốc của em đang đầy sao em anh uống của em? Anh là anh của em. Mình đã kết nghĩa với nhau mà em lại so đo với một cốc nước với anh à? Thì sao anh không rót hai cốc bằng nhau đi? Đúng con người em hẹp hòi ích kỷ. Như này được chưa? Thế anh đi một mình. Rồi, không biết mai sau sống thế nào đâu.